Thì đồn bò hay sao? Đi theo giáo viên một chầu chưa? Đi đi gần đi chầu. Đơn cho đấy. Khu vực ngựa đực giống nha. Tất cả cái là mình phải đi theo giáo viên đó. Các bác ơi, tập trung vào chú trâu này các bác ơi. Mình đang đi học về trâu mà, tí ngựa sau. Vâng, vâng. Các bác ơi, mình tập trung vào đây nhá. Tập trung vào đây đi, cả đời anh giới thiệu ạ. Vâng, vâng. Anh chị ơi, chúng ta tập trung rồi, cho anh Tần anh giới thiệu ạ. Đây là à, em ơi, à, tất cả anh em ơi, chúng ta tập trung lên nghe nghe ạ. À. Nghe anh Tuần anh à, chuyên gia anh cả là sẽ giới thiệu cho mọi người ạ. À. Ở đây đơn vị ngoài chúng ta cùng nghe đây. Đàn chân nuôi và đàn trâu rất lớn. Vâng. Khoảng hơn 100 con. Trong đó có 4 giống. Thứ nhất là cái giống trâu này là trâu nhập ngoại. Đừng đi gần đấy. Cái đàn trâu này thì nhập từ năm 1978, lúc đó là Thủ tướng Ấn Độ tặng cho Việt Nam là 502 con đang nuôi ở trong miền Nam. Thế nhưng đến năm 1995 thì mới đưa được ra đây khoảng 30 con và đang nuôi giữ ở đây. Thế và năm 2016 thì đơn vị đã nhập thêm một số ở Ấn Độ và đang nuôi ở đây. Nhưng mục đích con trâu này là lấy sữa, cho vậy mà những con trâu là dòng sản xuất sữa. Thì các bác các anh chị nhìn giống con bò sữa, nó không bao giờ có chuyện là nó béo mướt mít như là những con trâu mà nuôi thịt. Bên cạnh này là con trâu này. Có một số con anh em chúng tôi bắt từ Chiêm Hóa, Tuyên Quang vào đây, nhưng mà nuôi ở đây. Có nghĩa là đây Chiêm Hóa là một nguồn trâu cũng tương đối là to. Cũng nổi tiếng của Tuyên Quang. Cái nguồn trâu thứ ba nữa là nguồn trâu của Nghệ An. Chúng tôi cũng đang nuôi giữ ở đây một đàn trâu khá lớn. Thế do vậy mà và cái trâu nữa là năm 2017 thì anh em tôi là nhập một số con trâu từ Thái Lan ở đây. Chúng đang nuôi ở đây. Báo cáo các bác anh chị như vậy. Nhưng cái mục đích nuôi trâu ở đây chủ yếu là phục vụ cho công tác lai tạo và sản xuất nghe. Nghe phải pha trò mưa trò lúa đài lắm rồi. Có nghĩa là cái dòng trâu này với lại những trâu Việt Nam ấy, hai con lao lai tạo ra tạo các con giống như là bò lai sinh các thứ là cái tỷ lệ thịt, cái sinh khả năng sinh trưởng nó gấp rưỡi cái trâu này. Đấy, nó tăng lên khoảng 20%. Như vậy thì báo cáo bác anh chị con trâu của chúng ta ba tạ, thì sau khi mà lai tạo thì nó sẽ lên được khoảng 3 tạ 6. Và tương quan thì rất là có anh em tôi có làm ở Trung Sơn, Sơn Dương này. Vâng, Trung Sơn và Trung Sơn ở Sơn Dương. Sơn Dương này là Sơn Dương có làm lai tạo rồi. Con trâu F1 ra đời rất là vậy. Con trâu là một trong những cái con gia súc mà có thể nói rằng là tính đến thời điểm hiện tại về năng suất gọi là ngoài gia súc không cạnh tranh lương thực với con người và chỉ ăn quả uống nước lá và cho ra là cho chúng ta tiền cho ta thịt. Đấy tất cả các bác sĩ rồi kỹ sư rồi tiến sĩ các thứ nếu như là đối với người dân miền núi cũng từ con trâu thôi. Báo cáo công an ngành và hiện nay thì cái tỷ lệ nàng trâu ở
các tỉnh miền núi vẫn chiếm là khoảng trên 80%. Đàn trâu hàng năm giảm, thế nhưng ở miền núi vẫn tăng. Bây giờ khoảng độ hơn 3 triệu con là trâu, à hơn 2,3 triệu con là trâu. Thế nhưng bò khoảng 7 triệu con. Nhưng tỷ lệ thịt trâu bò báo cáo các anh chị là gần tương đương với nhau. À, bởi vì là một con trâu như thế này nó nặng có thể bằng 2 con bò bình thường. Nếu như bò vàng Việt Nam. Bác Cần ơi, em rất là cảm ơn bác. Nhưng mà em ạ, cho em hỏi một chút thôi ạ. Vâng, em muốn bác Cần trao đổi cho em là ví dụ bây giờ bọn em muốn chăn nuôi trâu bò nhốt thì cái lượng thức ăn và là cái để tạo cái thức ăn làm sao nó đảm bảo dinh dưỡng là trong 1 tháng hay 2 tháng hay 3 tháng làm sao nó đảm bảo thì dinh dưỡng nó phát triển để tăng cân hoặc là đấy là châu bò bố béo ạ. Và ví dụ hoặc là những châu bò con thì làm sao để đảm bảo là con châu đấy hay con bò đấy nó có thể là phát triển nó đều. Em cũng mong muốn là bác Cần là cũng chia sẻ với lại bà con bọn em một chút về cái kinh nghiệm hay là cái thực tế tại trung tâm mình ạ. Và các bác đang thực hiện. Thực ra bây giờ cái tỷ lệ mà thức ăn trong chăn nuôi trâu thì cái tỷ lệ thức ăn mà đóng góp vào để cho ra thịt là chiếm đến 70%. Thế do vậy cái đầu tiên các bác có 5 cái khâu như này các bác lưu ý này. Cái thứ nhất là giống. Giống là tiền đề. Thế bây giờ các bác cái thứ nhất phải chọn những con giống tốt. Đấy, không nên là chọn những con mà bé còi cọc mà không nên nuôi. Cố gắng làm sao bây giờ cứ con nào to các bác nuôi. Đấy, tại vì ở đây báo cáo các bác anh chị là ở đây anh em chúng tôi thì chủ yếu là nên chọn giống theo sinh trưởng thôi, theo khối lượng tầm vóc thôi. Có nghĩa là cướp phải cao to đẹp trai các thứ là đưa vào làm giống. Tuy nhiên các bác các anh chị ở đây đó, biết là còn liên quan đến một vài cái nữa đối với con trâu, đó là khoang khoáy vân vân. Cái đó là thực ra là báo cáo các anh chị là phụ thôi. Đấy, các bác chủ yếu quan tâm đến như vậy. Hai nữa là các bác phải nguyên cái mà để là làm sao đấy hiệu quả nhất trong chăn nuôi trâu, các bác để ý đến cái thức ăn. Con trâu là con ăn phàm nhất. Thế do vậy mà các bác các anh chị hình dung là bây giờ các bác ví dụ con trâu một tạ, các bác cứ cho nhân với khoảng 12% thức ăn xanh nhé. Bây giờ cứ một tạ là ăn khoảng 12 cân. Đã. Đấy. Bằng mọi giá thì các bác các anh chị kể cả phụ phẩm nông nghiệp ở đây anh em chúng tôi có thể là ngô này, có thể là dơm này, có thể là cỏ khô này và cỏ ủ nữa. Thực ra con trâu chỉ đủ, các bác lưu ý và cố gắng làm sao để bổ sung thêm khoảng độ 2 kg nếu mà con trâu khoảng độ 2 tạ đến 3 tạ trâu trưởng thành, 2 kg thức ăn tinh thôi, các bác cũng không nên cho ăn nhiều. Ví dụ cám ngô, cám gạo, cám sắn các thứ các bác bổ sung như vậy thì đảm bảo được cái dinh dưỡng cho con trâu. Đấy, các bác lưu ý là con trâu nó khác con bò có thể ăn đến 40% thức ăn tinh nhưng con trâu chỉ khoảng 20-25% thôi. Đấy là các bác các anh chị lưu ý chứ không phải hôm nào các bác cũng quay nhưng có đủ hết cả cơm thừa canh cạn cám hết các thứ. Thực ra nó sẽ hấp thu không hết. Đấy là cái mà mình dư thừa thôi. Đấy là cái mà các bác lưu ý cho thấy. Cái thứ hai nữa là đối với con nghé, bởi vì là chúng ta nuôi là mong muốn cái hiệu quả kinh tế thì con nghé cũng như vậy. Các bác lưu ý là cũng phải bổ sung. Hai nữa là buổi tối kiểu gì các bác cũng phải bổ sung thức ăn tại chuồng. Đây là nguyên tắc. Bởi vì con trâu bao giờ thế nó có thời gian để nghỉ ngơi nhai nặng. Bởi vì hàng ngày này nếu các bác không có còn phải liên quan đến đi làm rồi liên quan đến người chăn ấy, thì buổi tối là con trâu tận dụng thức ăn là tương đối là tốt nhất. Thì báo cáo các bác anh chị thông thường ở đây anh em chúng tôi
phải bổ sung đến khoảng 40% thức ăn cả buổi tối. 40%. Dạ. Cho con nghe. Là một ngày. Một ngày các bác anh chị hình dung là các bác cho con. Con. Ngày rồi. Con. Tối kiểu gì các bác cố gắng làm sao đấy cũng phải bổ sung thêm cái thức ăn. Dạ. Đặc biệt là tối trong vụ đông. Nhưng mà về phần nước đấy. Dạ. Phần nước. Cái nước uống phải đảm bảo. À, nước uống đấy. Phải tự do. Sau đó là sau xin mời tất cả các anh chị có thể có ai có câu hỏi gì cứ mời nước uống là phải hỏi ạ. Đấy, đang hỏi như thế này. Nước một ngày ngoài những bài tiết ra chúng tôi thu khoảng độ 20 cân nước tiểu. Nước tiểu. Đấy. Thì nó phải coi như là phải uống khoảng 25 đến 30 lít. Trên một con á? Trên một con, ví dụ một con trâu như thế này. Tuy nhiên là nó ở khoảng anh em tôi tính khoảng độ 5%, chưa đến 5%. Là các bác phải bổ sung đủ như thế. Tuy nhiên là các bác thả hàng ngày thì nó uống nước ao, nước sông, nước suối hết các thứ thì các bác biết rồi. Thế còn nguyên tắc ở đây anh em chúng tôi là hoàn toàn là nước uống tự động hết. Có nghĩa là nó khác lúc nào nó uống đấy, đặc biệt đối với trâu nuôi nhốt thì các bác phải lưu ý. Nếu không ấy thì trâu rất dễ bị bệnh. Đấy, gọi là đen. À, gọi là cái bụng thực. Bởi vì không có nước thì hoàn toàn đấy. Cái tiêu hóa là đình trệ. Tính như vậy mà nếu các bác nuôi nhốt nuôi mẫu béo thì cái nước là số 1. Đấy. À, anh chị ơi, chúng ta cũng có rất nhiều người là đang nuôi nhốt trâu bò. Thì mọi người hỏi xem là ví dụ nó đang bị bệnh nào, bị nọ bị kia thì ở đây mọi người các bác ấy đang sử dụng thuốc gì để điều trị. Ví dụ như kiểu là lở mồm long móng hay là cái gì đấy thì mọi người cứ tự mạnh dạn mò hỏi ạ. Lở mồm long móng là làm kiểu gì? Lở mồm lở mồm long móng thì không có thuốc điều trị gì thì cả làm à? Không. Đấy là kém ăn, kém ăn thì chúng ta phải bổ sung cái gì? Nhưng mà phòng thứ nhất là chủ yếu là nâng cao cái sức đề kháng. Vâng. Anh các chị cứ mạnh dạn hỏi đi ạ. Bởi vì đây là một cái buổi trải nghiệm rất là quý đấy, không phải là sau chúng ta không phải là lúc nào chúng ta cũng đi được đâu ạ. Đó là hình thức thế nào nhỉ? Dạ. Con cho nó liền. Chị thử hỏi. Cái đấy thì một là có thể là do cái răng nó có thể là khỏe, hai nó có thể là do ký sinh trùng. Các bác phải kiểm tra từ đầu đến cuối. Hai nữa là các bác phải tẩy ký sinh trùng. Ví dụ như con trâu này thì gan phải sán dây rồi tẩy các loại giun xoan. Cái định nó chọn cơ. Ví dụ như là em nuôi trâu bò nhốt thì đương nhiên là khi mà em mua về thì em phải mua thuốc gì để phòng tránh ạ? Bệnh tật cho bác. Con đấy thì một là có thể là do điều kiện bệnh lý thôi chứ. Ví dụ như là đâu, em mua một con trâu bò về ở người dân về, rồi em về em để em muốn vũ béo để em bán. Thì bây giờ khi em về thì em phải nên tiêm phòng những cái loại bệnh gì và dùng những thuốc gì. Con kêu con này đối diện nhau thế. Thông thường đối với một con trâu ấy thì ở đây thường là chủ yếu là tiêm phòng hai bệnh chính. Vâng. Đó là bệnh tụ huyết trùng và bệnh lở mồm long móng. Mấy năm vừa rồi và gần đây nữa thì có thể tiêm thêm cái bệnh viêm da lở mồm. Dạ, về về cái thứ nhất là cái bệnh là móng là không có thuốc bởi vì nó do virus. Đấy, mặc dù có thể là các bác là hình dung là các bác vẫn chữa, nhưng chữa cái đấy các bác chỉ chữa triệu chứng thôi, chứ còn không phải là chữa như là những bệnh khác. Cái thứ hai, tụ huyết trùng là rất hay dễ mắc, là bởi vì là cái mùa một năm ấy thông thường nó có hai cái đợt, chúng ta có nhiều cái mùa nó chuyển với nhau. Cái tụ bệnh tụ huyết trùng là nó chết nhanh lắm, nó thường cấp tính nó trong chỉ khoảng độ 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ là chúng ta chưa kịp can thiệp. Đấy là do vậy mà chúng ta phải tiêm phòng hai đó. Cái thứ hai nữa là khi mua về bao giờ nguyên tắc là trước khi vỗ béo thì các bác phải tẩy hết các loại ký trùng. Ở đây thì thông thường có thêm cả cái bệnh ký trùng đường máu, ở đây anh em cũng tiêm đấy, tiêm cái ký trùng đường máu. Ký trùng đường máu là một, cái ký sinh trùng đường tiêu hóa là hai. Thế do vậy các bác anh chị trước khi mà đưa vào vỗ béo thì nên sử dụng như vậy. Làm sao đấy nó gọi là cho một con trâu nó khỏe mạnh, nó sạch sẽ. Thì lúc đó là chúng ta đưa vào vỗ béo. Trong cái thời gian vỗ béo thì các bác cố gắng là phải bổ sung đầy đủ, đặc biệt là cái dinh dưỡng thôi. Hai nữa là các bác có thể là tận dụng cái nguồn phụ phẩm địa phương, đặc biệt đối với ngô
cây ngô và kể cả các bác nội dung là các bác ngô, tất cả những phụ phẩm là phục vụ cho bộ béo là tốt. Để trong ngô nó có nhiều cái hàm lượng dinh dưỡng. Bọn em thì đang có hướng dẫn bà con làm cái những cái phẩm như là rơm khô thì sau khi ủ cái vi men đi phân biệt thành cái thức ăn và thức ăn nó có đảm bảo dinh dưỡng hơn, nó cao hơn đấy ạ. Thì như thế thì rơm khô thì thực ra người ta chỉ kiềm hóa hoặc là người ta ấy thôi chứ hoặc là thức ăn đấy ạ. Vâng, vâng. Thôi. rau vâng rau à. Kể cả cái ví dụ cỏ voi cỏ nhức và em đưa vào và vào ủ men vi sinh để cho nó cùng thức ăn và như thế nó có đảm bảo không hay là như thế nào? Thực ra cái cỏ chua thực ra mình chủ yếu là để dự trữ thôi. Vâng. Thế còn nếu mà mình muốn ủ để mà đảm bảo dinh dưỡng thì mình phải bổ sung thêm thức ăn tinh nữa. Dạ. Trong đó vừa men vi sinh vừa phải bổ sung thêm khoảng 5% cái thức ăn, ví dụ bột tạng đấy các bác phải cho khoảng 5 cân ngô nữa. Đấy, thông thường là như vậy. Còn nếu mà cỏ ủ không, ủ độc muối không thì chủ yếu là dự trữ mùa hè sang mùa đông mùa thừa cỏ sang đến mùa thiếu cỏ luôn. Có nghĩa là làm thế nào thì làm, kể cả mình có ủ rơm cỏ thì vẫn phải có thức ăn tươi. Đúng không ạ? Đúng rồi. Vẫn phải có ăn tươi. Đấy là chỉ có phụ thôi. Thức ăn ủ thì không phải quá được khoảng độ 40 dạ. đến 45%. Vâng. Đấy, do vậy mà các bác này chỉ lưu ý một cái. Dạ, và nó phải bổ sung như vậy. Ở đây nhau như là ở đây mỗi năm là khoảng vài trăm tấn. Thế nhưng mà thông thường vẫn phải ít nhất cũng khoảng 50-50. Đấy là cái. Đối với con trâu, thế còn con ngựa đặc biệt nó không ăn cỏ ủ thì lại phải bổ sung bằng rơm khô, cỏ khô. Trên đấy nếu mà tìm được cái nguồn mà bã bia các thứ nữa thì tốt. Nếu mà là đấy là những cái thực phẩm dễ để mà gỗ béo cho trâu. Gỗ béo, trâu bò. Các anh chị ơi, có ai còn muốn hỏi bác chuyên gia nữa không ạ? Tham gì không? Có ai muốn hỏi thêm gì không ạ? Có hỏi gì không? Ê chị, đây là một cái cơ hội rất là lớn đấy, không phải là không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội đâu ạ. Vâng. Em ơi chị có thể đang làm mà nó mắc cái gì cái chị có thể hỏi ạ. 3-4 tháng là chúng ta có thể tiêm phòng. Vâng. Run thì phải nếu mà run vữa thì là chuyên gia châu bò hàng đầu Việt Nam các bác hỏi. Đấy tại áp dụng rồi, thoải mái mà. Vâng. Nếu mà đối với nghé thì phòng cái bệnh run đũa thì phải tẩy chắc là các thầy sẽ dạy. Nhưng mà tốt nhất là phải tẩy trước 2 ngày mà tiêm thuốc bổ. Thực ra là các bác anh chị tiêm thuốc bổ mới có thứ thì bản thân tôi thì khuyên các bác cũng không lên. Tại vì nó không bởi vì cái khả năng hấp thu các thứ rồi. Hai nữa cái thuốc bổ của gia súc nó chỉ hỗ trợ. Đấy. Chứ còn ngày xưa thì tôi có một thời gian là có nghĩa là dùng cái hormone sinh trưởng vân vân để mà gỗ béo gọi là thuốc tăng trọng vân vân đấy, thì đối với gia súc, đối với con lợn, con gà thì nó có khả năng là cái hấp thu đấy nó rất nhanh, nhưng đối với con trâu con bò thì thưa các bác hấp thu chậm. Cũng thực ra là ngày xưa thì được dùng, thế nhưng bây giờ là đấy là thuộc chất cấm. Đấy. Hai nữa con trâu, đối với con trâu con bò thì cái khả năng hấp thu đấy là nó thấp. Thế do vậy con trâu con bò tại sao đến bây giờ đối với con trâu con bò thì bây giờ người ta có thể là thâm canh hơn. Thế đấy cũng nên còn là như thế nào là tiêm hoàn là sinh nữ thì nó là cao đấy. Thế là cái hỗn hợp vitamin có gì ta bổ sung thêm vitamin đó. Nhưng mà các bác nếu mà có củ quả các thứ cho thêm vào bổ sung còn tốt hơn nhiều. Chứ còn tiêm thực ra là nói thật các bác là cái khả năng hấp thu bơm thế còn các bác bây giờ hai nữa là bây giờ mỗi lần mà bắt tiêm thì vân vân thế là nó chắc các bác thà cho ăn bằng miệng hơn hoặc là bổ sung các bé gọi là polenic vitamin